Chương trình An ninh 24 giờ xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hay tình trạng công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về là một trong những vấn đề nóng được nhiều đại biểu Quốc hội nêu lên tại nghị trường Quốc hội trong phiên thảo luận ngày hôm nay về tình hình kinh tế xã hội. Nhận định báo cáo của Chính phủ đã chỉ rõ một bộ phận cán bộ công chức còn chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước. Có ý kiến cho rằng hiện tượng cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm đến nay mới xuất hiện, không những thế còn lan rộng từ trung ương đến địa phương và tiếp tục lan rộng từ khu vực công đến khu vực tư. Nhiều ý kiến đề nghị cần có những giải pháp để giải quyết tình trạng này. Hiện nay, bên trong một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy, nó bao gồm hai nhóm cán bộ. Một là nhóm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, cán bộ không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Hai là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Tôi cho rằng, ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này, thì giải pháp cấp thiết cần phải làm ngay đó là ưu tiên thay thế những cán bộ ấy bằng những cán bộ tốt, những cán bộ có đủ tâm huyết và trách nhiệm, vì chúng ta không thiếu những cán bộ tốt. Giống như trong bóng đá, khi huấn luyện viên trưởng vì sự phát triển của cả đội bóng và vì màu cờ sắc áo, họ sẵn sàng thay người khi quan sát thấy cầu thủ của mình thi đấu kém hiệu quả. Tôi trân trọng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần sớm có những giải pháp toàn diện để khắc phục những khó khăn tồn tại như đã nêu trên trong báo cáo và quan tâm tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn nút thắt cho địa phương về cơ chế, về thể chế. Đồng thời có liệu pháp đủ mạnh để sốc lại tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, cũng như có liều thuốc đặc trị hiệu quả căn bệnh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai mà không để lan ra diện rộng. Bên cạnh đó, có ý kiến nhận định hiện có một số cán bộ do năng lực hạn chế, không dám làm nên né tránh, đùn đẩy công việc, tình trạng cán bộ sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Cần phải cá thể hóa cái trách nhiệm của những cái của tập thể và cá nhân trong cái việc là tham mưu hoặc là đề xuất sửa đổi ban hành hoặc là bổ sung sửa đổi ban hành những văn bản quy phạm pháp luật hoặc là ban hành trong thẩm quyền, chỉ cần cũng phải cá thể hóa trách nhiệm. Bởi vì cái việc mà như chúng ta nói là cái việc chậm ban hành văn bản chi tiết vẫn chưa khắc phục. Trong hiệp định hiện nay thì rất cần cái cơ chế bảo vệ cho người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cho nên là Bộ Chính trị đã có cái kết luận 14 rồi, thì đề nghị là Chính phủ sớm ban hành cụ thể hóa thành cơ chế pháp lý để bảo vệ họ. Cũng về vấn đề này, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ ra soát và có đánh giá cụ thể hơn về tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời có cơ chế xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chiều nay tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh Trật tự Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 73 và các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm 2023 tổ chức phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Tiểu ban An ninh Trật tự chủ trì phiên họp. Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh các hội nghị sự kiện từ nay đến cuối năm 2023, đặc biệt là Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 là sự kiện lớn, được quan tâm, có ý nghĩa chính trị quan trọng. Do đó, phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các thành viên Tiểu ban An ninh Trật tự cần phát huy kinh nghiệm, huy động phương tiện, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, phối hợp, hướng dẫn thủ tục, quy trình xuất nhập cảnh được thuận lợi. Triển khai các phương án kiểm tra, kiểm soát các khu vực, các sự kiện, hướng dẫn, đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ tại các sự kiện, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Truyền thông Công an Nhân dân chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác đảm bảo an ninh trật tự để lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an. Sáng nay tại Hà Nội, Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ thường trực Tổ công tác đề án 06 của Chính phủ chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các bộ ngành, các đồng chí thành viên trong Tổ công tác. Qua triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5, tháng 6, tới nay đã hoàn thành 4 nhiệm vụ, đang thực hiện 16 nhiệm vụ theo lộ trình trong tháng 6, tháng 7, chưa hoàn thành 11 nhiệm vụ. Biểu dương kết quả các bộ ngành địa phương đạt được có sự chuyển biến tích cực, cùng dẫn chứng một số tiện ích mà người dân doanh nghiệp đã được thụ hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các nhiệm vụ còn chậm, muộn và nhiệm vụ trong tháng 6 cần gấp rút hoàn thành.
liên quan đến những tồn tại hạn chế và nguy cơ làm chậm lộ trình triển khai đề án 06 đối với 4 nhóm vấn đề: pháp lý, dịch vụ công, hạ tầng công nghệ và nguồn lực. Thứ trưởng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương tập trung tháo gỡ, đồng thời đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các thành viên tổ công tác nhanh chóng triển khai phần mềm theo dõi giám sát, cần kiểm điểm thường xuyên, báo cáo kết quả hàng tuần về cơ quan thường trực để tập hợp đề xuất nhằm phục vụ triển khai có hiệu quả đề án 06. Cũng trong sáng nay làm việc và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm với Cục Y tế, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác y tế công an nhân dân và thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác y tế công an. Năm tháng đầu năm 2023, Cục Y tế đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công an nhân dân, cơ chế chính sách đối với các bệnh viện hạng 1, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư công, tập trung công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở y tế công an, công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra cũng đã được tăng cường. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh việc tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả quyết định số 5562 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành đề án tổng thể phát triển mạng lưới y tế công an nhân dân đến năm 2030, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và các chính sách đặc thù để thu hút và giữ chân các bác sĩ giỏi, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, đầu tư xây dựng và giải ngân các nguồn kinh phí được cấp trong năm 2023. Làm tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện các nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng đối với đồng chí Thiếu tướng Vũ Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Y tế. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hướng tới ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, vào sáng nay, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu nhi và gặp mặt tặng quà cho các cháu thiếu nhi đạt thành tích cao năm học 2022-2023. Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã gửi lời chúc các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ chiến sĩ có một ngày Tết thiếu nhi thật vui vẻ, luôn chăm ngoan học giỏi. Đồng thời trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao từ cấp quận, thành phố, quốc gia trong năm học vừa qua. Nhằm đổi mới và tạo nên một chương trình ý nghĩa, năm nay, các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng từ các tác phẩm văn học trong chương trình sách giáo khoa bậc tiểu học. Chương trình đã nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ các khán giả nhí khi xuất hiện các tiết mục vui nhộn hấp dẫn của dàn diễn viên đến từ nhà hát tuổi trẻ. Thưa quý vị, Bộ Công an đặt ra mục tiêu đến trước ngày 30 tháng 7, tất cả các địa phương trên toàn quốc sẽ hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ công dân có đủ điều kiện. Trên cơ sở đảm bảo tiến độ đề ra, hiện Công an các địa phương đang tập trung các nguồn lực, thiết bị cũng như đồng bộ triển khai nhiều cách làm phù hợp với tình hình cơ sở. Tại tỉnh Bắc Giang, việc thu nhận hồ sơ căn cước công dân đã đạt được trên 99%, cũng đang nỗ lực quyết tâm về đích sớm trước mục tiêu Bộ Công an đề ra. Thời điểm này, một tổ cấp căn cước công dân của Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Xuân Hương đang triển khai việc thu nhận cho những trường hợp công dân cuối cùng trên địa bàn. Trong tổng số hơn 10.000 công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân, qua giám sát còn khoảng gần 100 trường hợp, trong đó có trên 10 trường hợp đặc biệt do ốm yếu, bệnh tật và khó khăn trong việc đi lại. Xuân Hương đặt mục tiêu về đích cấp căn cước công dân trước tháng 7. Công an xã đã trực tiếp viết giấy mời đối với lại những trường hợp chưa cấp căn cước công dân. Ngoài ra thì một số là bệnh tật không đi lại được thì chúng tôi cũng khắc phục cùng với đảng ủy ban với ban ngành đoàn thể là khắc phục đưa đón những cái trường hợp này. Bên cạnh các xã đang dồn lực về đích cấp căn cước công dân, hiện Bắc Giang đã có 30 xã hoàn thành công tác này. Song Khê là một minh chứng cụ thể như vậy. 4.625 công dân đủ điều kiện trên địa bàn đã được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Từ việc tranh thủ tối đa sự ủng hộ của chính quyền, người dân cùng sự chủ động trong công tác nghiệp vụ đã giúp Song Khê đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước một tháng. Có cái sự thống kê rà soát lại những cái người mà nằm trong cái diện được cấp căn cước công dân để từ đó mà khi mà triển khai thì chúng tôi đã nắm được tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại. Chính vì vậy mà khi chúng tôi triển khai thì chúng tôi huy động các lực lượng đôn đốc
đặc biệt là những cái thời gian chạy nước rút. Triển khai phủ 100% cấp thẻ căn cước công dân thì hiện nay trên địa bàn xã đã thực hiện xong, thì nó tạo thuận lợi cho cái việc quản lý công dân, trước mắt là công dân về hộ khẩu cư trú, triển khai các cái thủ tục liên quan đến cái đề án 06 đảm bảo thuận tiện cho người dân. Từ những điểm sáng trong việc phủ kín cấp căn cước công dân, hiện Bắc Giang đã hoàn thành việc thu nhận đạt 99,3%. Như vậy, với hơn 15.000 trường hợp cần phải hoàn thành, Công an Bắc Giang đã và đang huy động nhân lực, vật lực, giao chỉ tiêu mỗi ngày, tập trung triển khai đồng bộ cao điểm 60 ngày đêm hướng đến mục tiêu về đích sớm. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành vào cuộc để mà cấp căn cước công dân. Bên cạnh cái việc tuyên truyền cái lợi ích của căn cước công dân thì lực lượng công an cũng đã căng mình để tiếp tục làm sao mà để hoàn thành cái chỉ tiêu, và chúng tôi cũng khẳng định rằng chúng tôi sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân cho những người đủ độ tuổi trước ngày 15 tháng 7. Hiện các tổ cấp căn cước công dân lưu động đang đi đến từng nơi, gặp từng người để thu nhận hồ sơ. Việc thực hiện thu nhập, cập nhật, bổ sung dữ liệu dân cư đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống cũng được lực lượng công an tỉnh Bắc Giang tiến hành song song nhằm ra soát cụ thể từng trường hợp chưa được cấp để có phương pháp, cách thức thu nhận hồ sơ căn cước công dân sớm nhất và hiệu quả nhất. Thưa quý vị, lâu nay, việc giải phóng mặt bằng luôn được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án. Do đó, việc làm tốt công tác dân vận với cách làm hay, sáng tạo và sát với tình hình thực tế địa phương chắc chắn sẽ giải quyết được những khúc mắc khó khăn từ trong nội bộ nhân dân. Tại Hà Nội, mô hình dân vận khéo của Công an phường Gia Thụy, quận Long Biên đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, không để nảy sinh bức xúc dẫn đến khiếu kiện phức tạp, từ đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là con ngõ nhỏ, nằm trong kế hoạch giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường 13,5 km tại địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên. Theo đó, sẽ có 46 hộ gia đình nằm trong diện bị thu hồi đất để làm đường. Bài học của nhiều dự án để nảy sinh mâu thuẫn, khiếu kiện phức tạp từ việc thu hồi đất do không nắm được tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Do đó, ngay từ đầu, Công an phường Gia Thụy đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm của từng chiến sĩ cảnh sát khu vực trong việc đi sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Sau khi triển khai cái mô hình dân vận khéo này thì bọn tôi sẽ làm tốt được về cái công tác tham mưu cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến nội dung về giải quyết giải phóng mặt bằng ở cái chỗ tổ 13 của phường Gia Thụy, và cũng mong muốn là từ đến khi mà cái việc thực hiện cái tuyến đường này thì là sẽ không có những chuyện khiếu kiện, rồi chúng tôi sẽ đảm bảo về mặt về an ninh trật tự, rồi trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn và trong cái khu vực mà cần giải phóng mặt bằng. Những hộ dân này trong diện bị thu hồi đất để làm đường, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc phải bàn giao đất cho dự án. Thế nhưng, thông qua mô hình dân vận khéo của Công an phường Gia Thụy, thì ánh mắt, nụ cười của những hộ bị thu hồi đất đã cho thấy sự đồng thuận cao với chủ trương mở đường của nhà nước. Sau khi mà được các cơ quan của chính quyền địa phương và ban vận động về cái công tác giải phóng mặt bằng, thì đối với gia đình chúng tôi thì cũng hưởng ứng với lại cái chủ trương xây dựng cái đường 13,5 mét này. Và cái đường này thì nó cũng mang lại cái nhiều cái lợi ích cho nhân dân. Thế cho nên là gia đình chúng tôi thì là cũng đồng thuận với lại cái chủ trương. Những thành viên trong mô hình dân vận chính là cầu nối với chính quyền địa phương. Từ đó, những khúc mắc của người dân đã kịp thời được gửi đến các cấp có thẩm quyền để cùng phối hợp giải quyết. Sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là các hộ bị thu hồi đất, đã góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. Nội dung này là cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực cũng đã bám sát chặt chẽ. Thứ nhất là nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng. Những cái gì nội dung công việc mà phải thôi phối hợp thực hiện thì sẽ thực hiện. Những nội dung nào mà có vướng mắc có kinh nghị thì sẽ trực tiếp trao đổi với người có chức năng nhiệm vụ mà trực tiếp tổng nhân dân phường để được giải đáp. Và giải đáp cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã quá trình vừa rồi thì cán bộ của nhân dân mà thuộc trong phạm vi dự án cũng rất là đồng tình ủng hộ, và đây vì đây là công trình công cộng đảm bảo cho cái quyền lợi của cán bộ nhân dân trên địa bàn phường. Thì cũng qua đó thì cũng đánh giá rất cao cái vai trò nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ chiến sĩ đối với các hộ dân mà trực tiếp nhân dân thuộc khu vực nằm trong dự án.
Công tác dân vận khéo đang được Công an phường Gia Thụy triển khai, tiếp tục được nhân rộng và áp dụng trong nhiều mặt công tác tại địa bàn cơ sở, đúng với tinh thần dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong.